Alo các bạn ơi, chúng ta quay trở lại với cái việc soạn thảo một cái báo cáo dòng tiền là như thế nào ha. Mà chúng ta đang xem là cái quy định của Việt Nam thông qua cái chuẩn mực số 24 về cái báo cáo lưu trữ tiền tệ và những cái thông tư hướng dẫn đi kèm. Và khi mà lập cái báo cáo lưu trữ tiền tệ thì nó có một số những cái điểm mà các bạn cần quan tâm. Như vậy là cô sẽ nhặt ra những cái mà lưu ý nhất ha. Cái đầu tiên á, là mình đang bàn về là cái báo cáo dòng tiền này đề cập đến cái gì? Tiền và tương đương tiền. Như vậy thì nó có thể là nó có những cái giao dịch nó tác động mà làm cho cái sự biến động của tiền và tương đương tiền. Thì như vậy là trong sổ sách kế toán của mình là có ghi trong sổ ha, nhưng mà liệu rằng là nó có ảnh hưởng đến cái báo cáo lưu trữ tiền tệ hay không? Cô lấy ví dụ như ở trong cái chương số 16 mình học á. Bây giờ mình chi tiền để mình mua cái trái phiếu, để mình đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Nhưng mà nó chỉ còn có là 2 tháng nữa là đáo hạn rồi. Và nó không có rủi ro. Nghĩa là rõ ràng là nó thỏa mãn cái điều kiện về tương đương tiền. Vậy thì khi mà tiền mình chi ra là mình sẽ ghi giảm. Và mình mua trái phiếu để nắm giữ đến ngày đáo hạn á, thì mình sẽ đưa vào là cái khoản đầu tư của nhóm 2 ở cái tài khoản là 1282. Có điều là nó thỏa mãn cái định nghĩa tương đương tiền, tại vì là 2 tháng nữa là nó đáo hạn rồi, mình thu hồi rồi, không có rủi ro ha, trong vòng 3 tháng đúng không? Vậy thì á, khi mà trình bày trên bảng cơ lý kế toán thì bạn sẽ lôi lên là nó ở cái phần về tương đương tiền, trình bày ở cái dòng về khoản 1 là tương đương tiền. Được không? Vậy thì ở đây chúng ta đang đặt cái vấn đề là nếu mà báo cáo dòng tiền thì mình sẽ trình bày ở trên báo cáo như nào? Đúng không ạ? Thì câu trả lời là gì các bạn nhỉ? Là nếu như mà nó có di chuyển nội bộ, phải không ạ? Giữa tiền với lại là tương đương tiền thì chúng ta sẽ không có đưa vào trong cái báo cáo dòng tiền. Tại vì tổng tiền và tương đương tiền là nó không có thay đổi. Nhưng bây giờ nếu như mà cái câu chuyện là nó có cái sự khác biệt thì mình sẽ có đưa vào hay không ha. Trên slide cô đang 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 cho một cái minh họa, nó thỏa mãn cái điều kiện là tương đương tiền, như vậy là bút toán trong sổ thì có đúng không ạ, nhưng mà có đưa vô trong cái báo cáo dòng tiền ở cái bước mà mình gửi hay không, thì tất nhiên là tổng tiền và tương đương tiền là không đổi cho nên không có chuyển vào cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nhưng mà bây giờ sau 3 tháng thì tiền mình thu về nó nhiều hơn nè. Đúng không? Như vậy thì ở cái ngày mà đáo hạn á, thì mình có đưa vào trong cái báo cáo dòng tiền hay không? Đó, mình đưa vào là con số nào? Đúng không ạ? Số mấy? Số 102 hay là số 1 hay là số 100? Các bạn chat cho cô coi. Các bạn chat đi nhanh lên. Cái máy này dễ, mình sẽ làm cho nó nhanh nha. Đúng rồi, cô cố tình á, là cô hỏi á, cô nói rằng á, là mình sẽ đưa vào trong cái báo cáo là bao nhiêu, là mình sẽ đưa vô 100, 102, cố tình vậy. Nhưng mà các bạn nói là các bạn rất là tỉnh táo, thấy không? Tiền nó chỉ tăng lên có 2 à, như vậy là mình sẽ đưa vào trong cái báo cáo là 2 thôi, đúng không? Chứ không có phải là tổng cái số tiền mình thu được, hoàn toàn chính xác luôn, được không? Rồi, vậy là cái điểm thứ hai là cô đang thể hiện cái tách biệt để theo dõi trình bày trên ba cái hoạt động thì giống như hồi nãy cô có đề cập rồi. Bây giờ cái mục thứ ba là người ta nói đến là gì các bạn nhờ, cái nguyên tắc bù trừ á. Một trong những cái nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính là nguyên tắc bù trừ, mà nguyên tắc bù trừ có nghĩa là chúng ta sẽ không được phép bù trừ giữa tài sản là phải trả trên bảng cơ lý kế toán, không được phép bù trừ giữa doanh thu và chi phí trên báo cáo lãi lỗ, không được phép bù trừ giữa dòng tiền thu vào và chi ra ở trên cái báo cáo lưu trữ tiền tệ, nghe nè, trừ khi chuẩn mực cho phép đó. Và đây là cái trường hợp ngoại lệ ở trong cái báo cáo dòng tiền là được quyền là ghi theo là cái chênh lệch đó, nghĩa là các bạn sẽ được phép bù trừ giữa tiền thu và tiền chi mà chúng ta ghi theo số thuần thôi. Đó, trong một số trường hợp ha, chẳng hạn như là liên quan đến cái phần về thu chi hộ cho khách hàng á, thì vậy chúng ta sẽ ghi cái phần trên là thu nhiều hơn hoặc là chi nhiều hơn thôi, chứ còn không có ghi tổng thu và tổng chi.
đó, bởi vì nó không thể hiện được cái bản chất của cái việc là quản trị cái dòng tiền trong doanh nghiệp này, mình chi dùm thôi mà, phải không ạ? Hoặc là những cái mà hoạt động nó đặc biệt là hoạt động kinh doanh á, mà nó xoay vòng nhanh không có quá 3 tháng á, thì mình cũng sẽ ghi theo số thuần. Cô lấy ví dụ như là bây giờ mình mua cổ phiếu thương mại ở đầu quý đó mà, rồi tầm đâu 1 tháng sau á là mình bán hết rồi và mình thu có lời, đúng không? Như vậy là những cái phần về kinh doanh này là nó không quá là 3 tháng nè. Thì bây giờ là cái việc quản trị dòng tiền nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản hơn và người ta sẽ ghi theo cái số chênh lệch thôi. Thế thì khi các bạn làm bài tập và kỳ thi á, thì nếu như đề cho các bạn những cái dấu hiệu để các bạn nhận biết nó là vòng quay nhanh á, để mà thể hiện cái phần liên quan tới số thuần á, thì lúc bấy giờ là các bạn mới ghi theo số thuần cho cô. Còn nếu như là không có một cái dấu hiệu gì để chứng minh thì bắt buộc là các bạn phải tách ra thu riêng chi riêng, tức là chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc là bù trừ đó ạ, khi mà lập báo cáo tài chính, được không? Rồi à, một cái lưu ý nữa là liên quan đến là ngoại tệ, được không? Liên quan đến ngoại tệ thì cái này thì nó nó liên quan đến cái chuyện là báo cáo của những cái đơn vị nó sử dụng những cái loại tiền tệ nó khác nhau. À, vậy thì khi đó thì nó sẽ xuất hiện những cái phần về quy đổi ngoại tệ. Thì cái nội dung thứ tư á, là các bạn sẽ học sâu hơn, kỹ hơn ở những cái môn học sau này hoặc là lên cái chương trình sau đại học á, chúng ta sẽ khai thác kỹ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ tìm hiểu cái việc mà quản trị dòng tiền trên cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nó có một cái quy định, đây là báo cáo tiền mà, cho nên nếu như mà những cái giao dịch nào mà không có trực tiếp sử dụng tiền thì không có đưa vô cái báo cáo này, được không? Ừ. Các bạn lưu ý điều đó. Nhưng ở Việt Nam mình là thận trọng nó cao lắm, nên là đây cũng là một cái nó khác biệt so với thông lệ quốc tế, mình cẩn thận quá mức á, nên là xử lý bản chất hơn hình thức. Một minh họa cho cái phần trình bày báo cáo dòng tiền trong việc là xử lý bản chất hơn hình thức đó là cái gì? Những cái giao dịch á, hình thức á, là không có thấy tiền đâu trơn, nhưng mà bản chất á, là có sử dụng tiền, thì Việt Nam quy định là đưa vô trong cái báo cáo dòng tiền. Mau á. Ừ. Thực ra thì ở thông lệ thì người ta lại quan tâm đến cái việc quản trị cái dòng tiền, nghĩa là thực chất thì cuối cùng là có thu, có liên quan đến tiền đó thôi, nhưng mà về mặt quản trị thì tôi không có chi phí cho cái việc quản trị của cái số tiền này, cho nên là theo thông lệ là người ta cũng sẽ không có đưa vào trong cái báo cáo dùng tiền luôn. Nhưng ở Việt Nam mình thì xử lý là bản chất hình thức ha. Cô lấy một cái ví dụ như thế này. Mình có một cái khoản là phải thu khách hàng A là 100, nhưng đồng thời là mình còn phải trả một nhà cung cấp B số tiền giống vậy. Thế thì bây giờ là đến hạn á, là khách hàng A trả tiền nè, thì đề nghị là chuyển cái số tiền đó vào cái tài khoản của cái anh B để cho công ty trả nợ cho người bán luôn. Như vậy trong sổ của mình thì các bạn đâu có thấy bóng dáng của tiền đâu, đúng không? À, thu tiền khách hàng A cho nên là giảm 131, và mà trả nợ cho nhà cung cấp B cho nên giảm 331, đúng không? Đó. Như vậy là hình thức là không có thấy tiền, nhưng mà bản chất á, là bạn thu tiền của anh A 100 để trả nợ cho người bán B là 100. Và chính vì vậy cho nên ở Việt Nam quy định là phải tách rồi nha, phải ghi rồi nha. Rồi như vậy thì á, là khách trả nợ nè là tiền thu đưa vô, đúng không? Rồi mình đem cái tiền đó mình trả nợ cho người bán, vậy tiền chi ghi vô đó. Rồi trên cái báo cáo thì là thu ghi dương, phải không ạ? Còn chi tiền các bạn ghi âm với hình thức là trong hóa đơn.
Mặc dù là các bạn cộng lại cho cô coi bằng mấy, bằng không đúng không? Là tiền đâu thay đổi gì đâu nè. Nhưng Việt Nam thì quy định là có trình bày. Được chưa? Ok. Rồi, nghe thêm. Đây là một trong những cái trường hợp mà khi thi á, là thầy cô hay hỏi lắm. Tại vì nó lạ mà, tại vì nó là điểm lưu ý mà. Nên là xử lý về mặt bản chất. Vì vậy là trong ngân hàng đề là mấy trường hợp này cũng nhiều đó. Và chúng ta làm theo quy định nha. Rồi. Xong trong thực tế á, cô nói thiệt, đúng không ạ? Ở thực tế thì cái chuyện mà chúng ta ghi sổ sách nợ tài khoản này có tài khoản kia đó, nó không đơn thuần là về mặt ghi sổ sách trong mối quan hệ là ghi sổ kép như thế này đâu. Mà ở trong thực tế nó còn nghiêng ở góc nhìn về mặt quản trị, về mặt kiểm soát nội bộ, về kiểm soát tài sản, kiểm soát công nợ nữa kìa. Đúng không ạ? Và chính vì vậy á là ở đây mình có hai cái đối tác nha. Một bên là gì? Là khách hàng. Trong cái giao dịch là hợp đồng bán. Một bên là nhà cung cấp, trong cái giao dịch là hợp đồng mua, đúng không? Cho nên là đây á là cái chuyện, bên cạnh là cái chuyện mà trả nợ nần như thế này này, nó còn liên quan đến việc là quản lý các cái hợp đồng trong hoạt động kinh doanh đó. Nên là trong thực tế á, cô nghĩ là ít khi nào nó rơi vào cái trường hợp như thế này, hiếm đó. Vì sao? Vì bây giờ mình nói là khách hàng A ơi, bây giờ chuyển tiền vô cái tài khoản này nha. Đó, đó, hỏi tài khoản nào đâu? Ủa, cái tài khoản này là của cái công ty B, là tôi mua hàng mà tôi chưa trả tiền á. Đó, chuyển vô đây nha. Thì là cái khách hàng A là họ giãy nảy liền. Họ nói là trời trời trời, thôi rắc rối lắm ông ơi. Đúng không? Ừ. Bây giờ làm sao? Bây giờ là tôi chỉ biết là tôi chỉ quan hệ với ông nè. Vậy thì tôi sẽ trả nợ cho ông nè, chuyển vô tài khoản của công ty ông nè. Rồi cái chuyện ông sử dụng cái tiền đó là ông thanh toán đâu á, thì cái chuyện đó là cái chuyện của ông. Bây giờ cái việc thanh toán qua ngân hàng nó dễ ợt à. Thấy không à? Một cái động tác thôi, chuyển tiền nó đơn giản lắm, tiền nó sẽ qua bên kia thôi, và cái đó là ông làm đi. Tại vì á, là giữa công ty và khách hàng còn có phải thanh lý hợp đồng nữa chứ. Mấy đứa hình dung không? Đó, và chính vì vậy làm sao? Trong thực tế là gần như không có chuyện này. Trong thực tế là nó phải qua cái tài khoản ở ngân hàng, là bởi vì tiền nó chuyển vô cái tài khoản của công ty. Rồi công ty mới lập cái chứng từ để mà chuyển trả cho người bán, đúng không? Ừ, đấy, thì vậy đó. Rồi, nhưng mà giả sử, nhưng mà trong thực tế mà nó ghi như thế này, thì nhớ cho cô là trong cái báo cáo dòng tiền chúng ta vẫn phải là tách biệt, ha, chúng ta xử lý bản chất. Được không? Rồi, tiếp tục. Bây giờ đến một cái ví dụ khác là mình vay, đó mà, xong rồi là trả nợ cho người bán. À, cái này trong thực tế thì có nè. Tức là khi mà mình đi vay á, thì mình sẽ đề nghị là ngân hàng giải ngân cái số tiền mình đi vay á, chuyển vô cái tài khoản của ông B luôn để tôi trả nợ cho nhà thầu, hay là tôi mua vật tư gì đó. Thì ngân hàng ok, tôi sẽ chuyển vô đây là tôi giải ngân cho ông, đúng không? Và như vậy thì ông phải xác nhận cho tôi là ông đã nhận được cái số tiền tiền đi vay này, đúng không? Theo cái yêu cầu ông chuyển tiền sử dụng đó. Thì trong trong thực tế thì cái nghiệp vụ thứ hai là nó phổ biến đó. Ừ. Vậy thì rõ ràng là không có thấy bóng dáng của cái tài khoản tiền, nhưng mà thực tế là tôi vay bằng tiền và tôi trả nợ bằng tiền, cho nên là nó sẽ liên quan đến là tiền vay tăng lên của hoạt động tài chính và chi tiền cho người bán, phải không ạ? Trả nợ, cho nên là dòng tiền của hoạt động kinh doanh các bạn bắt buộc là phải trình bày nó, cho dù là tiền thuần ở trong kỳ là nó không có thay đổi, nhưng mà chúng ta vẫn phải trình bày, được không? Rồi. Như vậy là những cái giao dịch mà hình thức là không có liên quan tiền nhưng mà bản chất có sử dụng tiền, thì các bạn sẽ lưu ý là bắt buộc phải là theo đúng cái tinh thần của cái giao dịch để xử lý. Bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại chương 15 khi mà bàn đến là cái giao dịch về ngoại tệ.
để các bạn xét là theo quy định hiện hành thì nó ảnh hưởng đến cái báo cáo dòng tiền như thế nào, phải không ạ? Và cô thấy trong cái ngân hàng đề thi trắc nghiệm thì những cái câu hỏi liên quan đến chương 23 là rất là phong phú luôn, nhiều lắm luôn. Và nó xoay quanh cái dạng là cái gì? Cái dạng là các bạn nhận diện các cái khoản thu chi nó liên quan đến hoạt động nào, đó ạ. Hoặc là người ta cũng có ít thôi, ít câu đề cập đến là cái ngoại tệ tại vì nó phức tạp. À, bây giờ thì chúng ta học để chúng ta hiểu ha. Cô đang bàn về cái ngoại tệ. Rồi, ở trên đây là tài khoản tiền bằng ngoại tệ nha. Các bạn thấy là có nguyên nhân thu, các bạn sẽ chia ra là thu tiền từ các hoạt động nào và chi tương tự như vậy. Thì do là cô nói ngoại tệ đó cho nên nó có cái phần về là gì các bạn đánh giá lại. Đúng không? Và cô cố tình là cô cho đánh giá giảm để mà ghi vào bên có của tiền là giảm nè. Đó, rồi. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái báo cáo dòng tiền trong đó có ngoại tệ nó như thế nào? Rồi, giả sử theo cái dữ liệu này đi thì tiền á là chi nhiều hơn là hai, cho nên cô ghi âm 2. Đây, chi thu. Đó, tiền thuần chi nhiều hơn. Đúng không? Rồi. À, thông tin 60 là thể hiện tiền hiện có đầu kỳ. Đây, cô ký hiệu đây, XX đưa vào. Đúng không? Rồi, như vậy là mã số 70 ở đây là tiền cuối kỳ, là chốt lại cái số dư cuối kỳ ZZ đưa vào. Đúng không? Vậy thì các bạn muốn có được cái số dư cuối kỳ thì mình làm gì? Lấy số dư đầu kỳ cộng phát sinh tăng trừ phát sinh giảm. Đúng không? Mà trong phát sinh giảm thì nó có các cái giao dịch xảy ra chia ra thành ba hoạt động là 62 rồi. Thì ngoài ra nó còn có một cái vấn đề mà chúng ta thể hiện cái nguyên tắc thận trọng của kế toán ở đây để đảm bảo cái việc trình bày thông tin đúng theo các cái dữ liệu của tài sản mình phải trả hen. Đó, bạn thực hiện cái công việc đánh giá lại. Rồi, đây bên nợ của tài khoản 413 đối ứng bên có của tiền này là biến động giảm, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ đưa vào cái chỉ tiêu mã số 61 ở đây. À, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ là các bạn ghi giảm. Tại sao ghi giảm? Đúng không ạ? Bởi vì là trên là tỷ giá giảm và đánh giá lại. Bạn đang ghi bên có và tài khoản tiền, tức là biến động giảm á. Đó, trừ bớt mới ra được số dư cuối kỳ nè. Đấy, cho nên các bạn sẽ ghi âm với hình thức là trong hóa đơn. Như vậy nếu như cô sửa lại, cái trên là này là trên là đánh giá tăng. Như vậy nó nằm ở phía bên nợ của tiền, là tăng tiền. Làm cho tiền tăng lên, các bạn cộng thêm vô ghi số dương cho cô, được không? Đó. Rồi, tiếp tục này. Nhưng mà ở trong công ty á, thì đâu phải chỉ có tiền là ngoại tệ, là khoản một tiền không thôi. Đó. Cái khoản một tiền tệ có gốc ngoại tệ thì nó còn có nhiều khoản một nữa. Chẳng hạn như là cái khoản công nợ đối với các cái khách hàng ở nước ngoài, hay là nhà cung cấp ở nước ngoài, nhà nhập khẩu ở nước ngoài nè, hay là mình đi vay bằng ngoại tệ đó. Thì tất cả những cái khoản một tiền tệ có gốc ngoại tệ là mình học ở chương 15 rồi, là phải đánh giá lại. Thì khi mà đánh giá lại á, thì một vấn đề cuối cùng là sự ảnh hưởng của cái thay đổi tỷ giá hối đoái này nó tác động đến lời lỗ như nào. Các bạn sẽ làm một bút toán để tất toán cái tài khoản 413 bằng cách là chúng ta bù trừ. Bây giờ cô cố tình cô cho cái sự bù trừ này á là đang ghi bên có nè của 413, như vậy đối ứng sẽ là bên nợ, mà bên nợ tức là tăng chi phí, mà tăng chi phí như vậy thì lợi nhuận nó sẽ như thế nào các bạn giảm xuống. Vậy thì cái phương pháp mà gián tiếp á thì chắc chắn nó sẽ tác động đến cái lợi nhuận trước thuế ở đây, là cô ghi âm 5 đây, đúng không? Chi phí mà tăng thì lợi nhuận nó giảm, đúng không ạ? Đấy nha, các bạn đồng ý không? Ừ, chi phí tăng mà không bằng tiền, tại vì do tôi đánh giá lại thôi chứ nó có phải là thu tiền đâu, đúng không? Và vì vậy là cái mã số 04 của các bạn là chúng ta đi điều chỉnh lãi lỗ trên lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục thì có gốc ngoại tệ, đúng không? Thì đến đây thì chúng ta sẽ nhận xét giùm cho cô ha. Ừ. Mã số 61 á. À, mã số 61 nè, phương pháp trực tiếp gián tiếp gì nó cũng có cái mã 61 y chang. Thì đó là cái dòng đó mà đánh giá lại của riêng tài khoản tiền thôi, đưa vô đây.
riêng tài khoản tiền thôi. Đó mà. Nhưng mà mã số 04 của phương pháp gián tiếp ấy, ở chỗ này ấy, đây con số 5 ở chỗ này. Đúng không ạ? Là gì các bạn nhỉ? Là cái chênh lệch mà các bạn xử lý bù trừ của tất cả các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Đó. Sau khi mà các bạn đánh giá hết rồi chúng ta bù trừ một lần. Theo ví dụ này là chi phí tăng cho nên là lợi nhuận giảm nhưng không có chi tiền cho nên khôi phục trở lại. Được không? Chúng ta đang đi tìm cái mối liên hệ giữa cái lợi nhuận trước thuế trên cơ sở dùng tích với lại là cái lưu chuyển tiền thuần cơ mà. Được không á? Đó, đó là cái cách mà các bạn đưa vào mã số 61 đó, và mã số 04 của phương pháp gián tiếp. Đó, tôi cho rằng cái này nó cũng tương đối phức tạp cho nên là ngân hàng đề thì gần như các thầy cô cũng không muốn làm khó các bạn cho nên cô thấy ít. Cô thấy ít nha. Như vậy là nó vẫn có, đúng không? Và khi mà truy xuất ra thì đôi khi nó là xác suất thôi, đúng không? Ừ, có thể có ở trong cái cấu trúc đề của mình. Rồi. Bây giờ là mình lập báo cáo thôi nhé. Ừ, căn cứ để sử dụng những cái tài liệu để lập báo cáo nè và các bạn mở chi tiết ba hoạt động nè. Rồi, phương pháp trực tiếp, phương pháp gián tiếp nè. Đây hoạt động kinh doanh nãy giờ nói nhiều, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính. Nói rất là nhiều. Sự khác biệt là thông qua cái hoạt động kinh doanh đó, của hai cái phương pháp. Được chưa? Rồi. Ở đây thì cô đang chiếu cái mẫu của cái phương pháp là trực tiếp. Thì như hồi nãy giờ cô có chia sẻ, không? Ừ. Chúng ta sẽ có 5 chỉ tiêu 1, 2, 4, 5 là trọng yếu ở đây. Thì trong đó là nó có hai cái thông tin mà thể hiện cái sự trọng yếu từ B02 là cái báo cáo lãi lỗ đó sang đến B03 là cái báo cáo dòng tiền luôn. Như vậy ở trong B02 bạn có cái chi phí lãi vay đúng không? Đó mà. Ừ. Trong đó đó mà chi phí lãi vay là nó nằm ở B02 đó thì sang B03 nó là tiền lãi vay đã trả. Đó ạ. Còn trong B02 bạn có chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đó. Thì bây giờ sang B03 bạn có thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trên cơ sở tiền. Được không? Rồi, nãy giờ mình nói này nhiều. Cô hỗ trợ cho các bạn bằng cách đó là thực hiện cái việc lập báo cáo thông qua là từng cái chỉ tiêu này là cô đưa ra dữ liệu ở trong sổ sách là nó như thế này. Thì cái điểm nhấn của cái chỉ tiêu đầu tiên á, là nó bao gồm cả thuế đầu gì? Đầu ra. Đúng không? Vậy thí dụ như là cái doanh thu bán hàng là 100 VAT là 10%. Vậy thì tổng tiền thu đó là theo giá có thuế ghi dương là 110. Đó, ví dụ là như vậy. Được không ạ? Rồi, khi mà chi á, thì nhớ dùm cho cô thứ nhất là chúng ta ghi âm. Và thứ hai là tiền mà nó bao gồm cả thuế đầu vào luôn. Nha. Ừ, để thể hiện ở chỗ này được không? Đó tương tự là như vậy các bạn về thêm thêm. Rồi chúng ta đang bàn về á, là hoạt động kinh doanh nha. Cho nên là tất cả những cái gì mà nó liên quan đến hoạt động kinh doanh thì mới liệt kê ở đây. Cho nên là ví dụ như bây giờ mình trả tiền lương hen cho cái anh mà quản lý cái khâu xây nhà kho. Tức là nó nằm trong cái hoạt động về đầu tư rồi. Đúng không? Cho nên là không có đưa vào cái hoạt động kinh doanh. Mặc dù cũng là tiền lương cho người lao động nhưng mà nó của cái hoạt động kinh doanh thì đưa vô đây còn không phải thì chuyển đi được không ạ? Ừ. Rồi về nhà xem thêm được không? Ừ. Rồi cô sẽ lướt nhanh bây giờ sang nó hoạt động đầu tư thì ở trong cái hoạt động đầu tư á, là một cái khoản mục các bạn sẽ lưu ý là những cái khoản về tài trợ tài sản dài hạn thôi. Nên nếu như mà nó liên quan đến là thuế gián thu thì các bạn phải chuyển nó lên là cái của cái hoạt động kinh doanh. Đúng không? Ừ. Hoặc là thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định á, thì cũng có những cái điểm mà lưu ý ha. Chút nữa thì cô sẽ đề cập kỹ hơn ha. Rồi ở đây thì nó có những cái lưu ý ha trong cái việc mà chúng ta trình bày cơ sở thuần gì đó. Thì cái này về nhà các bạn xem thêm. Bây giờ thì cô sẽ tập trung nhớ dùm là đây là hoạt động đầu tư cho nên là nó sẽ không có cái phần về thuế gián thu ở chỗ này ha. Ừ. Rồi bây giờ thì cô có một cái dữ liệu là ghi theo số thuần nè nha để các bạn lưu ý.
Bắt đầu chat nè, bắt đầu chat cho cô nè. Này là cô đang nói gì ta? Tài sản cố định ha. Có giá trị còn lại là 100 mà giá bán chưa thuế là 50. VT 10% đã thu bằng tiền. Chi phí cho việc vận chuyển tài sản đem đi bán là 10, đã chi tiền. Đúng không? Cho nên là trong sổ mình sẽ ghi nhận 711, 811 thu nhập chi phí để kết chuyển tính lợi lỗ. Các bạn theo kịp không? Rồi, hỏi ha. Ừ, chat nè, chat nè. Trên B02 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì cái dòng thu nhập khác ghi số mấy, chi phí khác ghi số mấy, lợi nhuận khác ghi số mấy. Rồi mấy đứa chat cho cô coi. B02 nè, thu nhập khác nè, số mấy, mấy đứa viết thành một dòng thôi cũng được ha. Ừ. Chi phí khác mình ghi con số mấy đó. Ừ. Dẫn tới là lợi nhuận của cái hoạt động khác đó, mình ghi con số mấy rồi liệt kê cho cô coi theo cái ví dụ ở trên slide đó. Cô đang nhắc lại về kiến thức của học phần 1. Chương này mình học B03 đúng không? Nhưng mình sẽ xem là ôn lại cái B02 ghi làm sao. Tại vì B02 là trên cơ sở dụng tích đúng không? Mình ghi theo đúng cái quy định Kiều Anh chỉnh cho cô coi nè. Chẳng hạn như là lợi nhuận á, thì có lời thì mình ghi số dương đúng không? Lỗ thì mình sẽ ghi âm. Với hình thức là trong hoạt đơn. Cô muốn thêm một số nữa đi, một số ý kiến của các bạn nữa đi, rồi nữa, thêm nữa nữa. Kiều Anh có nhầm không ta? Nói lời hay lỗ vậy anh? Cô vẫn chưa thấy ưng ý à. Còn bạn nào có ý kiến gì nữa không? Như vậy là mình học ở kiến thức của học phần 1. Ok. Ok. Để cô kiểm tra lại một lần cuối ha. Rồi. Ủa? Duyên ơi, cái chi phí nó là bao nhiêu hả Duyên? Sao đó có hai dòng thu nhập khác vậy Duyên? Thùy Lê Châu, Thùy Duyên. Em nhìn lại giùm cô coi ở trong sổ sách của mình chi phí nó nhiêu vậy? Kiểm tra lại Dạ coi. dạ dạ Nhầm đúng không? Ừ.
Ok. Rồi. Kiều Anh ơi, ở cái dòng thu nhập của em là âm 60 hả? Cái đó là không phải là thu nhập khác ạ, cái đó là lợi nhuận khác mà em ghi. Thì ghi lại coi. Bây giờ nó có 3 dòng đó. Ở trong cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mấy đứa thấy có 3 dòng không? Để em ghi đầy đủ lại. Cái dòng thu nhập khác nè, rồi xuống hàng là dòng chi phí khác nè, rồi xuống hàng rồi cái dòng lợi nhuận khác nữa, phải ghi đầy đủ chứ. Dạ vâng. Ok. Biết ngay là các bạn đang loay hoay vào cái việc đó là cái mối quan hệ giữa sổ sách kế toán và cái trình bày thông tin. Đúng rồi, chính xác. Đúng không? Ừ. Tất cả những cái ý kiến của tất cả các bạn thì cô thấy chắc là Duyên hay bị nhầm lẫn cái dữ liệu một chút, nhưng mà chỉ có cách trình bày của Kiều Oanh là chuẩn nhất. Cảm ơn bạn. Rồi, như vậy là các bạn ơi, rõ ràng là việc mà trình bày trong báo cáo chúng ta có một cái nguyên tắc là gì ha? Bù trừ. Mà nguyên tắc bù trừ nó nói gì? Là không được bù trừ giữa doanh thu và chi phí ở trên cái báo cáo lãi lỗ nghe nè, trừ khi chuẩn mực cho phép. Như vậy thì trong cái chuẩn mực 14 của Việt Nam á, thì sẽ cho phép là trong một số trường hợp là chúng ta ghi theo số thuần ha, đặc biệt là liên quan đến hoạt động thanh lý nhượng bán tài sản cố định, thì là trình bày trên bảng trên cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là ghi theo số thuần ha. Cô đang ôn ở cái B02 thì rõ ràng là các bạn thấy là trong sổ của mình nha, do cái cách mà ghi sổ của Việt Nam, cái này nó khác so với thông lệ quốc tế nè. Thì ở Việt Nam mình ghi tài khoản 711 bao nhiêu? 50. Phải không ạ? Ừ. Mình ghi 811 tổng cộng nhiêu? 101, đúng không? Như vậy là bị lỗ là 60. Phải không ạ? Rồi, như thế thì theo chuẩn mực số 14 á, là cho phép mình sẽ ghi theo số thuần. À, thế thì chi phí nhiều hơn thu nhập. Vì vậy, ở cái dòng thu nhập khác, mình sẽ ghi con số 0. Các bạn nhìn thấy là cái cách trình bày của bạn Nguyễn Kiều Anh á. Đó, các bạn thấy phần chat không? Rồi, như vậy là Kiều Anh sẽ ghi cái gì? Cái dòng thu nhập khác ghi theo số thuần. Trong ví dụ này là chi nó lớn hơn, cho nên cái dòng thu nhập khác ghi bằng số 0. Đúng rồi. Rồi cái dòng chi phí khác á, nếu là chi phí mình ghi dương, còn nếu giảm phí thì mình mới ghi âm. Thì ở đây là tổng chi phí là 110 nhiều hơn tổng cái thu nhập là 50. Vì vậy là ghi theo số thuần ở trên cái báo cáo thì cái dòng chi phí khác là mình ghi là dương 60, là vì chi nó lớn hơn. Dẫn tới lỗ, cho nên dòng lợi nhuận khác các bạn ghi âm với hình thức trong ngoặc đơn. À, như vậy là trình bày như là đang cách thể hiện của bạn Kiều Anh là hoàn toàn chính xác theo nguyên tắc bù trừ. Đây là trường hợp ngoại lệ khi đề cập đến cái chuẩn mực số 14 của Việt Nam. Các bạn theo kịp không? Rồi. Ủa, hôm nay chúng ta đang học B03 chứ không phải học B02 của Đăng Ôn. Ở B02 ghi theo số thuần, phải không ạ? Vậy thì liệu là B03 có ghi theo số thuần hay không? Và câu trả lời là có, phải không ạ? Bởi vì cái tài sản cố định là mình mua về là để sử dụng chứ không phải là để bán. Cho nên là khi mà thanh lý nhượng bán cái tài sản cố định này á, thì bắt buộc các bạn phải ghi theo cái số thuần thì nó mới thể hiện được cái bản chất của các cái giao dịch trình bày cho người sử dụng ha. Các bạn đồng ý không? Còn đối với hoạt động kinh doanh là chúng ta chắc chắn là phải ghi theo số gộp rồi, không ghi theo số thuần được. À, ừ, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là tiền mình thu được là 55. Nhưng mà ở đây nó có cái phần về thuế giá trị gia tăng. À, nó là một cái khoản thuế gián thu ở chỗ này. Nên nó không có xếp vô cái hoạt động gì. Nó không xếp vô cái hoạt động là đầu tư được. Mà cái phần VT chuyển lên cái hoạt động kinh doanh. Vậy thì thực chất á, là tiền mình tăng lên là đây. 55 trừ đi 10 là tiền mình tăng lên là 45. Mà trong 45 này thì nó có cái phần thuế gián thu phải được chuyển vào hoạt động kinh doanh. Đúng không ạ? Ở cái phần về là tiền thu khác đó.
Cho nên là ở hai La Mã lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư thì các bạn chỉ đưa vào đây đó là gì? Là cái số thuần và chúng ta chỉ để ở cái phần là giá chưa thuế mà thôi. Đó. Còn cái trên là năm là các bạn sẽ đưa vào đâu? Các bạn sẽ đưa vào là cái hoạt động mà tiền thu khác của hoạt động kinh doanh. Được không? Rồi. Bây giờ cô mới giả định rằng là bán mà chưa thu tiền. Và nếu mà bán mà chưa thu tiền thì cái chỗ này là mình sẽ thay nè. À, 131 đúng không? Chưa có thu. 131 chưa có thu. Như vậy VAT đầu ra là chưa có thu. Thì như vậy hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp là không có ảnh hưởng. Ha. Ừ. Nhưng mà vâng mà cô đang nói phương pháp trực tiếp nha. Nhưng mà hoạt động đầu tư á, thì bây giờ chúng ta sẽ xem như thế nào. Chưa thu tiền bán thiệt nhưng mà có chi tiền để vận chuyển đây nè, hoặc là chi phí cho người môi giới đây nè. Có nghĩa là trong cái trường hợp này thì tiền nó sẽ là giảm đi 10 đúng không? Đây là cái báo cáo dòng tiền. Do đó thì cái tên gọi của cái chỉ tiêu là tiền thu ha. Nhưng do ghi số thuần và trong bối cảnh là bán mà chưa thu tiền thì chỗ này bạn sẽ ghi âm, nghĩa là tiền chi ra. Được không? Do chúng ta là ghi theo số thuần. Vậy cái tên của cái chỉ tiêu là tiền thu nhé, nhưng mà các bạn sẽ ghi cái trên là tiền thu và tiền chi cho cái hoạt động này. Bạn hiểu không ạ? Rồi, à, ừ. Còn mấy cái phần còn lại là các bạn xem thêm á, về nhà tự xem cho cô ha. Rồi, hoạt động cái gì ta liên quan đến hoạt động tài chính tự xử luôn ha. Cô nghĩ cũng có thể về nhà tự xem được. Vâng. Rồi, cái ví dụ này là sao? Tự về coi, tự làm, tự đối chiếu. Được không? Rồi, nó chỉ có một cái điều là các bạn sẽ lưu ý ở cái nghiệp vụ số 3. Hen. Cổ phiếu đầu tư, nghĩa là mình xếp vô là dòng tiền của hoạt động đầu tư. Vậy bây giờ là cái giá gốc đó, là nó 50 mà bán nhiều hơn, nghĩa là bán có lời. À, bán có lời, đúng không? Như vậy, dòng tiền từ hoạt động đầu tư nó sẽ tăng lên là 61 đó. Thì các bạn sẽ lưu ý khi mà chúng ta đưa vào hoạt động đầu tư thì cái tiền thu hồi á là các bạn chỉ ghi là tối đa là bằng cái giá gốc thôi. Còn cái trên là tiền lời á là chúng ta để ở cái chỉ tiêu tiếp theo ha. Ừ. Mặc dù là các bạn đọc cái tên của chỉ tiêu này thấy nó kỳ kỳ, tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia. Trong khi đó là cái này là do mình thu hồi vốn đầu tư vào công ty liên kết. Hay nói cách khác là mình bán cổ phiếu đầu tư thì tiền lời nó là 11. Nên nó không phải là lợi nhuận được chia, nó không phải là liên quan đến là lãi cho vay, đúng không? Đưa vô đây nó hơi kỳ kỳ. Đúng không? Đó, nhưng mà hướng dẫn của cái thông tư 200 là cái dòng thu hồi tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác đó là các bạn chỉ được quyền ghi là cái phần gốc thôi. À, cái giá gốc thôi, tối đa bằng cái giá gốc khi chúng ta thu hồi thôi. À, còn cái trên lệnh lời thì chúng ta sẽ đưa vào cái dòng tiếp theo. Nhớ cho cô cái vụ đó. Đúng không ạ? Tại vì chấm bài thi cô thấy cái chỗ này nó cũng xài khá là nhiều. Được không? Đó là phương pháp trực tiếp. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung mà cô cho rằng là các thầy cô khác sẽ không có giải thích. Nhưng mà riêng cô thì cô dành ít phút để giải thích. Tại sao? Một là để hỗ trợ cho các bạn khi các bạn nghiên cứu phần lý thuyết của môn học. Chứ thi không có. Cái này thi không có nha. Có thể có một vài câu lý thuyết đơn giản nhưng mà thực hành thì không. Đúng không ạ? Tại sao cô đưa vào? Lý do thứ hai là để giúp cho các bạn có cái phân tích vấn đề cũng như là để hỗ trợ cho các bạn học cái phương pháp gián tiếp khi trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Được chưa? Rồi. Từ trước đến giờ khi mà cô giảng á, là ở phương pháp trực tiếp thì cô nói gì? Cô nói là nếu mà nó có dấu hiệu là tiền thu và tiền chi, thực thu, thực chi thì đưa vào phương pháp trực tiếp. Và cái đó là cái cách mà theo cái chế độ kế toán hiện hành giới thiệu. Phải không ạ? Nhưng mà khi mà các bạn xem xét trong chuẩn mực của Việt Nam và theo chuẩn mực của quốc tế thì cái phương pháp mà trực tiếp là nó có hai cách để chúng ta trình bày.
Một là đơn thuần là dựa trên cơ sở thực thu thực chi, tức là cơ sở tiền, nghĩa là cái cách mà thông tư 200 hướng dẫn. Và cô vẫn thường nói mấy đứa là thực thu thực chi thì mới đưa vô phương pháp là trực tiếp, đúng không? Nhưng ở chuẩn mực, nghĩa là các bạn đọc trong cái chuẩn mực của Việt Nam cũng là chuẩn mực quốc tế, thì người ta còn có một cái cách giải quyết khác nữa, cũng là trình bày phương pháp trực tiếp. Nhưng bây giờ người ta đi tìm cái mối liên hệ giữa số liệu trên cơ sở dung tích, tức là bảng cân đối kế toán với báo cáo lệ lỗ đó, là trên cơ sở dung tích, để người ta đi điều chỉnh, đúng không, mà cái dữ liệu trên cơ sở thực thu thực chi của cái báo cáo dòng tiền, và người ta gọi đó là cái phương pháp trực tiếp có điều chỉnh. Có được không? Vậy là đọc trong chuẩn mực có nha, đó mà các bạn đọc chuẩn mực Việt Nam có, tại thực ra chuẩn mực 24 của Việt Nam là cái bản dịch từ cái chuẩn mực số 7 của quốc tế mà, đúng không ạ? Tất nhiên là mình có một cái nhận định của Việt Nam nó khác một chút xíu ha. Trong chuẩn mực thì có phương pháp trực tiếp có điều chỉnh nè, và cái cơ sở ở đây là chúng ta đang đi tìm cái mối liên hệ giữa cơ sở dung tích và cơ sở tiền, được không? Rồi bây giờ cô sẽ có cái ví dụ thì các bạn dễ hình dung nè. Cô đang mục tiêu của cô là cô muốn trình bày cái chỉ tiêu đầu tiên của cái hoạt động kinh doanh là tiền thu từ bán hàng, đó mà, đồng ý không? Thì nếu như mà phương pháp trực tiếp á, thì cô lấy từ cái sổ tài khoản tiền, nhưng bây giờ là phương pháp trực tiếp có điều chỉnh á, thì cô sẽ dựa vào cái việc mà bán hàng á là ghi nhận doanh thu, vậy thì chỉ tiêu doanh thu nó nằm ở B02. Cái việc mà bán hàng á thì nó thông qua công nợ đối với khách hàng, thì cái khoản về phải thu khách hàng nó nằm ở trên B01, đúng không? Mà B01 là báo cáo gì? Báo cáo thời điểm, nghĩa là số dư, tức là số thời điểm tại thời điểm báo cáo, đúng không? Còn cái B02 là báo cáo thời kỳ, là thể hiện cái doanh thu trong một kỳ. Rồi, như vậy bây giờ là chúng ta sẽ có số liệu nè, đây, đó, tài khoản 131. Đây, dư nợ đầu kỳ cuối kỳ. Đó. Các bạn có dữ liệu của tài khoản là 511, nghĩa là đây là doanh thu. Thế thì là cái này là 511 là nó nằm ở đâu? Là doanh thu nó nằm ở trên B02. Còn cái khoản về công nợ đối với khách hàng thì nó nằm ở B01. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta đang đi tìm cái gì? Đang đi tìm là cái chỉ tiêu đầu tiên tiền thu nè. Đó mà, từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ thì sẽ thể hiện như thế nào? Trong thực tế thì đa phần á, là các cái doanh nghiệp thì theo cái việc kiểm soát á, thì người ta cho rằng là khi mà bán hàng cái thì là người ta sẽ treo khoản công nợ rồi từ đó mới thu tiền. Cho nên là trong thực tế sau này khi các bạn đi thực tập á, thì đôi khi là người ta sẽ có một cái sự gọi là nhất quán. Bán hàng thu tiền được hay chưa thu tiền diễn biết là tôi sẽ đưa vào tài khoản 131 cái đã. Xong sau đó thì là nếu mà thu tiền rồi thì tôi sẽ giảm 131 để tăng tiền. Các bạn hình dung không? Rồi, chat cho cô đi, chat cho cô đi. Rồi số liệu ở trên B03 bằng nhiêu vậy? Rất là đơn giản, khi các bạn đưa ra cái con số để tính toán, bởi vì đây là kiến thức của nguyên lý, đúng không? Các bạn muốn xác định là cái số phát sinh bên có, đúng không? Phải thu nó là tài sản đó, cho nên là cái dư nợ cuối kỳ của mình sẽ bằng là dư đầu kỳ cộng phát sinh tăng trừ phát sinh giảm, phải không ạ? Đó.
Thế thì nếu mà các bạn chuyển vế thì chúng ta sẽ có bên tay trái là biến động của số dư, còn bên tay phải là biến động của số phát sinh. Như vậy cái biến động của số dư cũng chính là cái biến động của số phát sinh. Đồng ý không? Và đương nhiên các bạn dễ dàng là tính được ra cái con số là bao nhiêu các bạn, 520. Dễ ợt, không có gì khó đó. Nhưng mà cô muốn đưa vô đây để là chứng minh một cái điều là cái gì? Là nó có mối quan hệ giữa các cái dữ liệu trên cơ sở dùng tích và trên cơ sở tiền nè. Đúng không? Và cụ thể là cái gì đây? Rồi, các bạn có thấy là thông tin tiền không? Rồi, các bạn có thấy là 131 không? Là phải thu là tài sản khác với tiền. Như vậy là tài sản khác tiền và tiền là nó cùng đều là tài sản hết á. Một bên của bảng cân đối kế toán. Đó. Cho nên cái sự tác động của nó sẽ là ngược chiều nhau. Được không? Khách trả nợ là khoản phải thu giảm thì tiền tăng. Được không? Vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời là cái gì? Đó mà cái sự biến động của cái số dư ở đây nè là rõ ràng là số mấy các bạn? Số âm đúng không? Đây. Số cuối kỳ trừ đầu kỳ là số âm đúng không? Đó, như vậy là chứng minh rằng là cái khoản phải thu nó biến động giảm đúng không? Giảm 20 nè, phải thu biến động giảm. Đó. Ừ. Hay nói cách khác là ở trong kỳ này là cái vốn mà mình bị chiếm dụng vào 500 nhưng mà mình thu hồi là tới 520. Như vậy là cái khoản phải thu nó giảm. Mà phải thu với tiền là quan hệ ngược chiều nhau. Nếu phải thu giảm thì suy ra là tiền tăng. Vậy thì để mà trình bày trên báo cáo đơn giản lắm. Các bạn sẽ lấy doanh thu xong rồi mình cộng cho cái phần là tăng thêm cái chênh lệch của biến động phải thu giảm thì suy ra là tiền tăng, cộng thêm vô để ra. Đúng không? Và đó là lý do làm sao mà trong một chút nữa sang cái phương pháp là gián tiếp mình sẽ điều chỉnh vốn lưu động kiểu này. Được. Rồi ha. Ừ, bây giờ chúng ta lại có cái chỉ tiêu thứ hai. Được chưa? Rồi, các bạn cho cô cái số tiền để đưa vào chỉ tiêu tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ bằng bao nhiêu. Cô sẽ cho các bạn có mối quan hệ giữa cái nhà cung cấp với hàng tồn kho và để bán thì các bạn sẽ ghi nhận cái gì? Sẽ ghi nhận giá vốn ở trên B02 đúng không? Thì đã có số liệu là đề bài cho đó. Thì bây giờ là cái mình đi tìm là tìm cái dữ liệu ở trên báo cáo dòng tiền bằng bao nhiêu tiền chi ra là ghi số âm ha. Rồi các bạn tính dùm cho cô không? Kết quả của mình là mình phải ghi số âm nha, tại vì tiền mình chi ra nha. Bằng bao nhiêu nha? Trên B03 đó, tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ đó. Ok. Chính xác luôn. À, rất là đơn giản. Bây giờ ở trên cái tài khoản 156 của mình phải không ạ? Thì các bạn dễ dàng kiếm ra được là cái số phát sinh tăng đúng không? Là do nhập vào trong kỳ phải không? Dễ lắm, đúng không? Rồi sau đó có cái dữ liệu theo phương pháp ghi sổ kép rồi thì bạn hoàn toàn tính ra được cái dữ liệu phía bên đây. Phải không ạ? Dễ ạ. Đó. Nhưng cái quan trọng là bây giờ chúng ta đi tìm cái mối quan hệ là như thế nào. Rồi mấy đứa nhìn nè. Cô đang tác động đến hàng tồn kho ha. Rồi. Hàng tồn kho tăng hay giảm? Hàng tồn kho tăng phải không? Cuối kỳ trừ đầu kỳ nè, tăng nè. Đúng nhất. Mà hàng tồn kho với tiền là cùng một bên tài sản. Cho nên nó sẽ có biến động gì các bạn nhờ? Trái chiều nhau. Hàng tồn kho mà tăng có nghĩa là dự trữ nhiều á, thì tiền nó sẽ giảm. Các bạn đồng ý không? Rồi, như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có cái cách tính tiếp phải không ạ? Trong cái sự biến động ha, hàng tồn kho mà là tăng lên 30 thì suy ra là tiền giảm 30. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp đến là cái công nợ phải trả nè. Rồi, các bạn lấy cái sự biến động của số dư là cuối kỳ trừ đầu kỳ nó ra số âm đúng không? Phải không ạ? Ừ. Nghĩa là khoản phải trả nó giảm. Nhưng mà phải trả đó với lại là tiền đó, là tài sản là nó nằm hai bên của bảng cân đối kế toán. 331 là nợ phải trả, còn tiền nó là tài sản.
Và vì là nằm ở hai bên của bài cơ kế toán cho nên cái sự biến động nó là sẽ là cùng chiều nhau. Khi mà mình chi tiền để trả nợ thì cái khoản công nợ giảm, suy ra tiền giảm. Đúng không? Vậy đến đây thì chúng ta sẽ có kết quả là phải trả người bán là biến động giảm đúng không? Phải không? Ừ. Cái mình suy ra nè, tiền nó giảm luôn. Vậy giữa tiền và nợ phải trả là cùng chiều. Phải không ạ? Để đảm bảo tính cân đối trên bảng cân đối kế toán. Còn tài sản khác tiền và tiền là biến động như thế nào các bạn? Trái chiều về bởi vì là cùng là tài sản. Đúng không? Thì đến đây bây giờ là cô đang hỏi cái chỉ tiêu này nè. Thì dễ lắm. Bạn sẽ lấy từ đâu nhỉ? Lấy từ 500 là cái giá vốn. Nghĩa là tiền mình nếu mà thực tế mà mình chi tất cả đều bằng tiền hết thì tiền mình giảm 500. Đúng không? Bây giờ xem cái tác động đến vốn lưu động nó như thế nào. Bắt đầu. Hàng tồn kho mà tăng, suy ra tiền giảm, cô ghi dấu trừ. Đúng không? Tiếp tục. Phải trả cho người bán giảm, suy ra tiền giảm, cô ghi tiếp cái dấu trừ nữa. Như vậy nó dẫn đến là tiền chi ra là tổng cộng là 550. Và các bạn sẽ ghi âm với hình thức là trong hóa đơn. Chính xác. Giỏi. Đúng không? Rồi. Như vậy thì dựa vào những cái mối quan hệ này, bạn hoàn toàn có thể là trình bày cái phương pháp trực tiếp. Nhưng mà chúng ta là dựa vào cái mối quan hệ giữa các cái dữ liệu ở trên B01 và B02. Đó. Ừ. Rồi. Cô giảng cái đó không phải là để chơi. À, thứ nhất là để hỗ trợ cho các bạn khi tìm hiểu về lý thuyết. Đúng không ạ? Cái thứ hai là để cung cấp cái kiến thức để chúng ta tiếp cận cái phương pháp gián tiếp. Ha. À, thì cô chưa thấy cái phương pháp trực tiếp có điều chỉnh là thực hiện như thế nào. Đúng không ạ? Nhưng mà trong chuẩn mực có nha. Và thông tư 200 thì là thực thu thực chi. Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang cái phương pháp là gián tiếp. Thì như vậy là cái xuất phát từ cái chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế để các bạn đi điều chỉnh. Những cái khoản mà thu chi không bằng tiền thì các bạn cộng vô trừ ra. Đúng không? Rồi, sau đó thì các bạn sẽ xét cái sự ảnh hưởng của vốn lưu động. Thì giống như nãy giờ ở cái phương pháp mà trực tiếp có điều chỉnh đó. Đúng không? Ừ. Tiền và tài sản khác tiền là sao? Biến động trái chiều. Được không? Rồi. Mua hàng tồn kho thì hàng tồn kho tăng, suy ra tiền giảm. Được không? Rồi. Khách hàng trả nợ thì cái khoản phải thu khách hàng biến động gì giảm thì suy ra là tiền tăng. Trái chiều. Đúng không ạ? Nhưng mà giữa tiền và phải trả là hai bên thì nó biến động cùng chiều. Phải không ạ? Khi chúng ta trả nợ cho người bán thì đương nhiên là tiền nó cũng sẽ giảm theo. Được không ạ? Đó. Rồi, như vậy thì nó có cái dữ liệu sự khác biệt của phương pháp gián tiếp là nó ở cái hoạt động là kinh doanh. Các bạn đi điều chỉnh từ cái chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ha. À, giống như từ nãy đến giờ chúng ta đề cập đúng không? Ừ, có những khoản để ra đi điều chỉnh nè. Được không? Thấy chưa? Rồi qua bên đây thì các bạn sẽ điều chỉnh những cái khoản về vốn lưu động ha. Đó. Ừ. Từ từ mình khai thác, mình làm bài tập nhiều thì mình sẽ rành cái phần điều chỉnh này hơn. Có điều là bây giờ là chúng ta chốt lại cho cô là phải thu với tiền là biến động gì? Phải thu với tiền biến động gì? Trái chiều. Hàng tồn kho với tiền biến động gì? Trái chiều. Khoản phải trả với tiền biến động gì? Cùng chiều. Nhưng mà nó không bao gồm cái màu đỏ đỏ này. Đó mà lý do vì sao về nhà tìm hiểu. Được không? Chi phí trả trước và tiền là biến động trái chiều. Tại vì là chi phí trả trước là tài sản. Đúng không? Chứng khoán kinh doanh và tiền là biến động trái chiều. Là vì nó là tài sản khác tiền. Được không ạ? Rồi, khá vậy nha. À, cũng là cái ví dụ vừa rồi nhưng mà các bạn trình bày ở cái hoạt động kinh doanh mà theo phương pháp gián tiếp á, về nhà làm lại giùm cho cô ha, rồi xem coi là các cái dữ liệu như thế này là có hợp lý hay không đó. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho việc thực hành các cái nghiệp vụ khi mà các bạn trình bày ở trên báo cáo dòng tiền, được chưa? Rồi giờ bắt đầu xung phong hen. Cho cô mời bạn Trương Thị Quỳnh Như. À, cô nghe mà nó hơi nhỏ em. Cái này ảnh hưởng hai cái phương pháp là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp đúng không? Đúng rồi. Phương pháp trực tiếp là âm 110 vào ti
tiền chi trả cho người người cung cấp hoạt động và dịch vụ. Còn phương pháp gián tiếp là tăng nó giảm âm 100.000 trong tăng giảm hàng tồn kho và âm 10.000 trong tăng giảm các khoản. Tại gì? Cô chưa nghe rõ đó Quỳnh Như. Thì phải thu ạ. À, tăng giảm các khoản phải thu, bởi vì nó liên quan đến là VAT đầu gì? Đầu vào đúng không? Đúng không? À, ok. Như vậy thì rõ ràng là ở cái ví dụ này các bạn sẽ đang ôn lại kiến thức của phần 2. À, người ta có cho các bạn giá mua, người ta có cho các bạn giá bán nha. Có điều đã bán được đâu. Đúng không? Và vì là chưa có bán được nên là mình vẫn để hiện ở hàng tồn kho thôi. Và về mặt sổ sách là chúng ta sử dụng là cái tài khoản là 157. Đúng không ạ? Vậy thì ở phương pháp trực tiếp á, thì là tiền giảm tổng cộng là 110 bao gồm VAT thì các bạn sẽ đưa vào. Nhưng mà ở cái phương pháp mà gián tiếp á, đúng không? Thì rõ ràng nó sẽ tác động là nợ 157, tức là hàng tồn kho. Mà hàng tồn kho với tiền là biến động gì các bạn, trái chiều. Hàng tồn kho tăng lên 100 thì tiền mình sẽ giảm đi là 100. Đúng không ạ? Rồi các bạn đưa vào là VAT đầu vào là nợ của tài khoản là 133. Thì như vậy là phải thu mà tăng thì suy ra là tiền giảm. Kết quả hai bên nó phải giống nhau. Chứ nếu mà kết quả hai bên mà nó khác nhau nghĩa là mình đã làm sai. Được không? Được không? Được chưa? Rồi, tiếp tục. Đó là nghiệp vụ số. Số 1 ha, thực hành 1 ha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang đến thực hành số 2. Đó. Khi cô bàn đến mua tài sản cố định ha. Mua tài sản cố định. Cho cô mời bạn Mỹ My đi. Dạ thưa cô, là chuyển khoản mua tài sản cố định thì đối với phương pháp trực tiếp thì tiền chi để mua sắm xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là âm 200 và tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh là âm 20. Theo phương pháp gián tiếp thì tiền chi để mua sắm xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là âm 200 và tăng giảm các khoản phải thu là âm 20. Như vậy là ở đây thì là My ơi, em đưa ra cái nhận xét là cái việc trình bày phương pháp trực tiếp và gián tiếp đối với cái phần VAT đầu vào là nó khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Của phương pháp trực tiếp là mình đưa vào là chi khác đúng không? Dạ. Còn của phương pháp gián tiếp mình đưa vô đâu? Dạ thưa cô, là tăng giảm các khoản phải thu. Đó mà. Tại sao mình đưa vô tăng giảm khoản phải thu mà mình không đưa vô là cái khoản là chi khác? Dạ thưa cô, là bởi vì cái bút toán của VAT nó sẽ là nợ 133 và có 331 nên là em ghi vào tăng các khoản phải thu. Có tiền tại mình chuyển khoản rồi ha, chứ không phải là nợ người bán. Đồng ý không? Dạ. Cho nên thực tế là nó sẽ ảnh hưởng đến là cái phần vốn lưu động liên quan đến là công nợ là phải thu. Đó. Vì vậy là các bạn sẽ điều chỉnh là cái phần tăng giảm các cái khoản phải thu. Đó mà. Còn mà nếu như nó không phải mà liên quan đến cái vốn lưu động trong cái hoạt động kinh doanh thì các bạn mới đưa vào là cái phần về là tiền chi khác. Ha. Như vậy ở đây là nhớ dùm cho cô cái VAT đầu vào của cái việc mua sắm tài sản cố định á, thì nó sẽ có cái sự khác biệt của phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Chính xác. Rồi, bây giờ cũng là cái ví dụ vừa rồi, nhưng mà bây giờ nếu như mà là chưa có trả tiền thì như vậy là ở phương pháp trực tiếp bạn phải ghi cho cô là không trình bày, không ảnh hưởng, không tác động. Đó mà nha. Nhưng mà ở cái phương pháp gián tiếp á, thì nó có ảnh hưởng hay không? Thì cô sẽ tách ra dữ liệu để cho các bạn dễ xem xét thôi.
Trà My bật mic đó cô nghe coi là trường hợp này để có tác động đến cái phương pháp gián tiếp không em? Dạ thưa cô, là ở trong trường hợp này thì có ảnh hưởng tới vốn lưu động, vì vậy là có tác động đến phương pháp gián tiếp ạ. Dạ thưa cô, là ở trong trường hợp này thì là chúng ta sẽ là tăng các khoản phải thu, vì vậy là tiền sẽ giảm. Vì vậy là ở cái mục mà tăng các khoản phải thu là mình sẽ ghi nhận là âm 20 ạ. Còn ở phần mà tăng các khoản phải trả thì mình sẽ có là tiền cũng giảm luôn, nhưng mà ở đây thì mình sẽ ghi nhận là dương 20 ạ. Như vậy là cộng lại thì nó vẫn là bằng không thôi, nhưng mà phải đưa vô báo cáo. Được không Dạ. ạ? Dạ. Chính xác, cảm ơn em. Ha, cộng lại nó hết thôi nhưng mà phải đưa vô ha. Mặc dù là phương pháp trực tiếp là mình không có trình bày, nhưng mà phương pháp gián tiếp thì nó có ảnh hưởng đến vốn lưu động, cái sự thay đổi của vốn lưu động, cho nên là bắt buộc các bạn phải đưa vào. Đúng không ạ? Rồi, tiền thuần nó vẫn là chưa ảnh hưởng bởi vì là đâu đã chi tiền ra đâu ha. Rồi, thực hành 3. Chúng ta đang bàn về cái khâu là bán mà chưa có thu tiền. Có điều là bây giờ là khi mà chi phí cho người môi giới á, thì rõ ràng là có chi tiền ra. Đó. Thì chúng ta sẽ trình bày nó như thế nào? Ok. Còn bạn nào nữa không? Rồi. Nãy giờ cô nhìn thấy tất cả những bạn muốn trình bày ở đây thì là đa phần là nãy giờ là cô đã nghe tiếng rồi đúng không? Nhưng mà bạn Trương Hoàng Thảo thì cô chưa có nghe. Cho nên là các bạn ơi, chúng ta hãy nghe thử bạn Trương Hoàng Thảo trình bày như thế nào hen. Cô mời bạn. Dạ thưa cô, về hoạt động này thì ảnh hưởng đến cả hai báo cáo, đó là trực tiếp và gián tiếp. Đối với báo cáo trực tiếp là ảnh hưởng đối với lưu chuyển tiền tệ hoạt động đầu tư ạ. Cái này là tiền thu từ thanh lý và nhuận bán tài sản, mình gọi là âm 2 bởi vì là mình chi tiền mặt cho môi giới mà mình chưa có thu tiền gì hết ạ. Chính xác, ghi ra số thuận. Dạ còn đối với phương pháp gián tiếp là ta có là giá bán tài sản cố định đó, với giá là 220, nhưng mà thực tế giá trị còn lại chỉ giá bán tài sản cố định với là giá là 200 là không có VAT, nhưng mà vốn thực tế là 210 cộng với chi tiền mặt cho môi giới, suy ra là chi phí bán là 212, suy ra là lỗ 12, nên là lợi nhuận trước thuế là lỗ 12 ạ. Là mình ghi làm sao? Dạ âm 12, mở ngoặc âm 12. Đúng rồi, ghi ghi là lợi nhuận trước thuế là lỗ ha, là lỗ Dạ. âm 12. Rồi tiếp tục. Dạ, bởi vì đây là cái lỗ này là của hoạt động đầu tư chứ không phải là của hoạt động kinh doanh, nên mình phải điều chỉnh lại lỗ cho hoạt động đầu tư là âm 12 luôn ạ. Rồi bây giờ mình ghi âm hay ghi dương? Dạ, ghi âm 12 ngay chỗ lãi lỗ từ hoạt động đầu tư ạ. Bây giờ mình trừ ra hay mình cộng vô? Nghĩa là trong cái lợi nhuận trước thuế là mình trừ rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là mình phải cộng vào là mình phải ghi dư 12 ạ. Mình khôi phục trở lại đúng không? Tại vì là trong Dạ. lợi nhuận trước thuế là mình đã trừ rồi mà nó của cái hoạt động đầu tư. Cho nên bây giờ là mình đang bàn hoạt động kinh doanh mà.
Không phải của hoạt động kinh doanh cho nên mình sẽ điều chỉnh, đúng không? Thì nó dẫn tới là lợi nhuận từ cái hoạt động kinh doanh mà trước cái sự thay đổi của lao động, các bạn cộng số lẻ số ở đây nó sẽ ra bằng. Tiếp tục đi Thảo. Dạ, là ta sẽ có là cái khoản VAT là nó sẽ là một khoản phải thu mà nó làm tăng các khoản phải thu mình ghi âm 20 ạ. Phải thu tăng hay giảm? Dạ, khoản phải thu là giảm. Ừ, phải thu tăng hay giảm? Cô đang hỏi phải thu chứ cô không hỏi là ảnh hưởng đến tiền. Như vậy là phải thu tăng hay giảm hả? Dạ, khoản phải thu tăng, suy ra tiền giảm ạ. Chính xác. Bạn đang ghi nợ của tài khoản 131 đó, là phần VAT đó. Như vậy là phải thu tăng thì suy ra tiền giảm, đúng không? Dạ. Tiền giảm ghi âm, đúng rồi, tiếp tục. Dạ, khoản phải trả là tiền, không phải trả tăng, nên là tiền tăng mình ghi 20 luôn ạ. Đúng rồi. Ở tài khoản 333, phải không ạ? 33311 là tăng. Tại đây là phần VAT đầu ra khi mình bán mà. Như vậy là khoản phải trả tăng thì suy ra là tiền tăng, ghi số dương, đúng rồi. Như vậy đến đây thuần từ hoạt động kinh doanh bao nhiêu em? Vậy là không ạ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà phải trình bày đúng không? Rồi hết chưa? Dạ đúng. Dạ có phần từ hoạt động đầu tư là mình đưa từ nó giống như phương pháp trực tiếp, mình sẽ ghi âm 2 luôn ạ. Chính xác, đó mà. Sự khác biệt giữa phương pháp gián tiếp và trực tiếp là chỉ có hoạt động kinh doanh thôi ha, còn cái phần sau là y chang. Rồi, cảm ơn em. Ừ, như vậy là mình sẽ kết luận là cái dữ liệu của phương pháp trực tiếp và gián tiếp đó phải là hoàn toàn giống nhau ha. Bạn điều chỉnh kiểu gì cũng biết, nhưng mà cái lưu chuyển tiền của hoạt động kinh doanh bắt buộc là bằng không. Đó mà, bởi vì là cái phương pháp trực tiếp nó chỉ ảnh hưởng đến cái hoạt động đầu tư thôi mà. Đó. Ừ. Và hoạt động đầu tư thì hai bên nó phải giống nhau hoàn toàn. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ chuyển tiếp đến là cái trường hợp số 4 thì mình sẽ trình bày phương pháp trực tiếp và gián tiếp ra như thế nào. Cho cô mời bạn cho cô mời bạn Võ Thị Thu Thảo nhỉ. Dạ thưa cô, là nó ảnh hưởng đến phương pháp trực tiếp thì là về lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh thì tiền thu từ bán hàng là 200. Cái này là cổ phiếu thương mại cho nên mình đưa vào hoạt động kinh doanh đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Vậy là tiền thu được là 200 thì tăng 200 đúng không? Dạ. Lưu chuyển tiền thuần của hoạt động kinh doanh là 200 ạ. Về lợi nhuận trước phương pháp gián tiếp, lợi nhuận trước thuế là bằng 15, là bằng 200 trừ 185 là bằng 15. Ghi âm hay ghi dương em? Ghi dương ạ. Ghi dương là do là lời đúng không? Dạ. Ok, tiếp tục. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi thay đổi vốn lưu động là bằng 15 nữa. Đúng rồi. Tăng giảm chứng khoán kinh doanh là bằng 185 ạ. Vậy chứng khoán kinh doanh tăng hay giảm? Chứng khoán kinh doanh tăng, mà chứng khoán kinh doanh là một phần của tài sản nên là tài sản giảm thì tiền tăng. Cho cô hỏi lại một lần nữa ha. Dạ. Bạn nói đúng rồi, nhưng mà cô trước lại nè. Chứng khoán kinh doanh tăng hay giảm? Dạ, giảm ạ. Nãy nhầm rồi, chứng khoán kinh doanh giảm là lý do là mình bán á. Dạ. Đúng rồi, cho nên là tiền nó sẽ tăng. Đó. Rồi kết quả hai bên nó phải giống nhau. Chứ nếu mà kết quả hai bên nó khác nhau, lưu chuyển tiền thuần nó không phải là 200, có nghĩa là mình đã làm sai. Bởi vì thực chất cái bài này là tiền mình tăng lên là 200. Đúng không? Ừ. Cảm ơn em. Tiếp tục. Bây giờ cũng giống vậy đó, nhưng mà cô nói đến là của cái đầu tư vào công ty liên kết nha. Rồi cho cô mời bạn Trương Thị Quỳnh Như. Cô là bên phương pháp trực tiếp, các cô là tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 200 ạ. Với lại là tiền thu lại vay
lại cho vay phụ tức và lợi nhuận được chia là không một. Sao vậy em? Tại sao vậy? Tại đây mình bán lời hay bán lỗ em? Bán lỗ. Lỗ à, bán lỗ. Lỗ bán 5. Lỗ đúng không? Đúng. Ờ, và vì là mình bán lỗ cho nên là cái tiền thu hồi là tối đa bằng với lại cái giá bán. Đó mà, tại vì đây là gì, là bán lỗ mà. Nên là tiền thu bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu không? Mà có điều là bán lỗ, phải không ạ? Rồi, còn ở phương pháp gián tiếp thì như thế nào Như? Phương pháp gián tiếp là lợi nhuận trước thuế là âm 5 ạ. 5.200 trừ 205 ạ. Đúng rồi. Thưa cô là lại lỗ từ hoạt động đầu tư là 5.000 ạ, do hồi phục. Số dương hay số âm? Dạ, số dương ạ. À, tại vì cái này nó của cái hoạt động là đầu tư phải không ạ? Nên là mình sẽ làm gì các bạn, khôi phục trở lại. Đúng rồi. Chính xác. Nên tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là không ạ. Ừ. Tiền hoạt động đầu tư của phương pháp trực tiếp với lại phương pháp gián tiếp là đúng nhau hoặc nên là 200. Ừ. Đúng rồi. Ok. Cảm ơn em. Như vậy là ở đây là chúng ta đang bàn về là cái chứng khoán, về cổ phiếu ha, nhưng mà nó liên quan đến hoạt động đầu tư chứ không phải là của cái hoạt động là kinh doanh. Như vậy cái thực hành hồi nãy là của cái hoạt động là kinh doanh, nhưng hoạt động, nhưng mà cái bài này thì lại là của cái hoạt động đầu tư. Chính xác hoàn toàn. Phải không ạ? Cái này thì đơn giản nè, đúng không? Ừ. Mình sẽ xem coi là nó sẽ ảnh hưởng nó như thế nào. Cho cô mời Trà My. Dạ thưa cô, là bài này ở phương pháp trực tiếp thì mình sẽ có ảnh hưởng là khi mà chi trả cho người cung cấp hàng hóa về dịch vụ, đó là vật liệu, đó là mình sẽ làm giảm tiền, là mình ghi là âm 500. Còn khi mà mình đi vay tiền thì tiền tăng, thì mình sẽ ghi là ở chỉ tiêu là tiền thu từ đi vay là sẽ tăng lên 500, là ghi dương 500. Ở phương pháp mà gián tiếp á, thì là cái mà chỉ tiêu mà liên quan đến hoạt động đầu tư thì mình ghi giống với bên trực tiếp, thì cái khoảng một chỗ mà ba tiền thu từ đi vay á, thì mình cũng ghi là dương 500 luôn. Còn cái phần khác là phần từ cái hoạt động kinh doanh á, là mình có cái khác là nợ phải trả thì nó giảm, cho nên là tiền cũng giảm, vì vậy ở chỗ đó thì mình sẽ ghi là âm 500. Chính xác, phải không? Mình đang xử lý là bản chất hơn hình thức. Như vậy hình thức là không có thấy tiền, nhưng mà bản chất là có sử dụng tiền, đúng không? Rồi tốt quá, như vậy là chúng ta vừa xem qua một số những cái thực hành ha. Rồi những cái phần này là các bạn về xem thêm, đúng không? Rồi bây giờ là cô sẽ có hai việc. Việc thứ nhất thì cô sẽ cho các bạn thêm một cái nghiệp vụ nữa, xem coi là các bạn có hiểu vấn đề hay không. Và cái thứ hai nữa là tuần sau là chúng ta sửa bài tập á. Thì cái bài tập đầu tiên của cái chương 23 là 23.1 á, thì cô yêu cầu thêm một chút nữa thì cô sẽ hướng dẫn thêm. Bây giờ thì cô có cái nghiệp vụ, bây giờ cô đang chat đây nè nha. Rồi. Thanh lý tài sản cố định, phải không ạ? Nhập kho phế liệu. Rồi, cho cô hỏi trình bày ở phương pháp trực tiếp, phương pháp gián tiếp của báo cáo dòng tiền như thế nào. Như vậy là bây giờ là các bạn cho cô bút toán ở trong sổ sách đi. Bút toán trong sổ sách của mình. Các bạn chat dùm cho cô là bút toán trong sổ sách của mình, là mình ghi là nợ cái gì, có cái gì. Và như vậy thì là B03 trực tiếp có ghi thì ghi ở chỗ nào? B03 gián tiếp có ghi thì ghi ở chỗ nào? Nha. Đây là kiến thức của học phần 1. Bút toán mình ghi sao? Đúng rồi, đúng rồi. Nợ 152 có 711. Anh ơi, mình nhập kho phế liệu chứ có thu tiền đâu.
Ok, nợ 152 và có 711 đúng rồi. Rồi bây giờ mình đưa vô là B03 trực tiếp và B03 gián tiếp cho cô coi. Viết tắt thôi, B03, phải không à? Phương pháp viết chữ PP, trực tiếp viết chữ TT, cho nó lạ. Rồi B03, phương pháp trực tiếp thì sao? Và phương pháp gián tiếp thì như thế nào? Liên quan đến các chỉ tiêu nào? Các bạn muốn chat cũng được, bạn nào là xung phong để trình bày luôn khỏi mất công chat cũng được. B03 phương pháp trực tiếp thì theo Mỹ My là không ảnh hưởng. Nhưng mà phương pháp gián tiếp thì có ảnh hưởng không My? Duyên ơi, mình đâu đã thu tiền đâu em. Mình mới nhập kho thôi mà, mình đâu đã bán thu tiền đâu. Nghĩa là tiền thu đâu có. Bạn Tô Thị Kiều Loan bật bích nói cô nghe. Ủa? Loan ơi, bật bích được không? À vậy đó hả? Ok. À, bạn Tâm Như bật mic nói cô nghe Tâm Như. Dạ. À, ở phương pháp trực tiếp là vì mình không có thu tiền cho nên là nó không có ảnh hưởng cô. Đúng rồi. Còn ở phương pháp gián tiếp thì lợi nhuận sau thuế của mình sẽ bằng 2. Mình lấy tại vì mình có thu nhập là 2 đúng không? Đúng. À, còn cái lãi lỗ từ hoạt động đầu tư là em sẽ đi âm 2. Ừ. Vì thực chất của cái giao dịch này là nó của hoạt động đầu tư. Dạ. Đúng không? Chứ nó không phải là của hoạt động kinh doanh. Cho nên là các bạn sẽ đưa vào là điều chỉnh lãi lỗ từ hoạt động đầu tư để chúng ta trừ ra, hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn. Như vậy là cô thấy một số các bạn trình bày ở đây là hoàn toàn chuẩn đó. Đúng không? Là gì? Đó là tại sao cô cố tình cô đưa cái ví dụ này, là bởi vì là các bạn thấy nợ của tài khoản 152 á, thì có một số các bạn phân tích nó là liên quan đến là hàng tồn kho, cái biến động của hàng tồn kho, là điều đó là không có đúng.
mặc dù là nó của cái tài khoản 152 thiệt, nhưng mà nó phân loại là hoạt động đầu tư chứ không phải là của cái hoạt động là kinh doanh, nên nó không ảnh hưởng gì đến là cái vốn lưu động hết á, không ảnh hưởng đến vốn lưu động của cái hoạt động kinh doanh nha các bạn nha. Nên là cái này là chúng ta điều chỉnh là lãi lỗ của cái hoạt động đầu tư là hoàn toàn chính xác. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy là về nhà sẽ xử lý tiếp dùm cô coi lại là những cái điểm lưu ý như thế nào, rồi cái sự khác biệt để là tìm hiểu thêm giữa cái VS24 với lại IS7 theo thông lệ quốc tế ha. Rồi, bây giờ thì cô khép lại cái phần lý thuyết của toàn bộ chương trình ở đây. À, trước khi nghỉ thì đâu rồi? Sẽ nói một chút, các bạn chờ cô một phút. Rồi. Cô vừa chuyển cho các bạn cái file yêu cầu thêm ở cái bài tập 23.1 vào cái group Zalo của mình. Thì là tuần sau á, khi mà các bạn sửa bài tập của chương này á, thì riêng cái bài đầu tiên á, là các bạn làm thêm cái yêu cầu cho cô ha. Thì thực ra là đề bài các thầy cô chỉ yêu cầu các bạn là nhận diện là dòng tiền là của hoạt động nào thôi, đúng không? Nhưng ở đây thì là các bạn sẽ tự cho thêm các cái dữ liệu vào đó, mà tự cho những cái giả định nếu có ha, để các bạn sẽ trình bày cái sự ảnh hưởng của phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp cho cô, giống như là những cái bài thực hành vừa rồi là chúng ta làm, phải không ạ? Ví dụ như là cái nghiệp vụ đầu tiên là đề cho là thu do bán thiết bị cũ thôi, như vậy thì các bạn sẽ là đề cập rất là nhiều cái thông tin ở đây. À, chẳng hạn như là cô cho những cái dữ liệu thêm vào như thế này để cô đưa ra bút toán. À, thì thực ra thì phân loại dòng tiền thì nó có cái phần VT, cô cố tình cô cho VT. Thì cái VT này thì là xếp cho hoạt động kinh doanh, như vậy là cái cột phân loại dòng tiền này là bạn sẽ ghi cho cô là mấy hoạt động, hai. Đó, hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư chứ không phải chỉ có cái hoạt động đầu tư. Đó, ví dụ như vậy, và mình trình bày tất cả những cái chi tiêu liên quan ở đây. Ha, rồi tất cả những cái nghiệp vụ, 20 nghiệp vụ trong cái bài này là các bạn đều cho thêm số liệu hết, đó, và các bạn sẽ xét coi là tác động trực tiếp và gián tiếp như thế nào. Đó, thì cái này nó sẽ cực kỳ hữu ích cho các bạn làm thi trắc nghiệm cũng có, mà thi 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 viết á, là thông thường cái dạng này là cũng hay hay ra. Đó, mà khi mà nhận diện là từng cái nghiệp vụ nó tác động đến cái báo cáo dòng tiền nó như thế nào. Được không á? Rồi nha, như vậy là cô khép lại cái phần lý thuyết của ở đây, chúng ta nghỉ. Vâng, mà cô chào các bạn. Tuần sau cuối cùng như vậy là các bạn sẽ xem dùm cho cô là chúng ta sẽ thống nhất là chúng ta sẽ kiểm tra vào ngày nào để thông báo lại cho cô nha. Rồi chúng ta nghỉ.